Hello, Đúng. xin chào các chị. Chị ơi đồng bạn không nhỉ? Ba Long á, mày Ba Long á, mày nói chuyện thôi. Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình cũng có trò chơi thử thách dùng mấy mà đứa em với mấy người chị cả nhà. Thì hôm nay mình chỉ dùng con chơi này thôi nha cả nhà. Thì mình cũng thử thách giờ mấy đứa em vậy nè, mình thử thách cái con chơi này. Mình chỉ bỏ vòng tròn đây. Đâu quen không đâu. Đây, mình giới thiệu cho cả nhà xem luôn. Mình bỏ vòng tròn vậy nè, đây. Rồi mình sẽ làm hai cái vòng như vậy đó, rồi người nào chỉ là cái vòng này xỏ ví dụ như vậy phải không, là nó dính gì là lụm 500.000 tiền thưởng, 500.000 thưởng lớn nè, thưởng lớn nha bà con, 500.000 á, dính cái vòng này lượng 500.000. Còn nếu sai là ăn miếng chanh, gõ gạt đâu cái gạt đó, mình gõ gạt, mình đâu gạt, đây đây kẹo này kẹo thơm á, kẹo thơm thì chưa cho nút mình nói mình thấy thực tế cả nhà. Đây, đi quay đàng hoàng nè. À, thủ 500.000 có gàng nha. À, bây giờ đây, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? À, đợi bốc tùm lum cái gì á nội. Y gan nha ông đĩa ở trên. Bây giờ là ai thử trước, ai thử trước? Nếu mà được lụm 500.000 ai thử trước? Giơ tay. Thì ông ấy đi. Tôi thử trước nè. Thử trước không? Thử trước. Nếu mà xỏ đúng thì lụm 500.000. Rồi xỏ sai ăn miếng chanh nha. Nãy cái da đàng hoàng nè. Bây giờ mình cũng làm lại đàng hoàng cho khán giả với cả giờ nhà. Giờ tôi có vậy chị, tôi đang chị này được chưa? Được. Nè, đàng hoàng đây. Tôi có nhà xem đấy thôi, ta nói mình đang gian. Nè, thấy không? Nè, con chơi nè. Đây, mình sẽ quấn vậy phải không? Giao đàng hoàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Để cho tôi. Khoan. Nè, trong cái hai vòng này rồi xỏ vô luôn á, xỏ dính á, xỏ dính gì nè, xỏ dính gì á là lụm 500.000 thấy không? Đúng rồi. Đâu ăn làm lại cái làm lại đi đây. Rồi ông xỏ đi, rồi bắt đầu là xỏ sai gì nè, xỏ sai gì đúng rồi, ăn miếng chanh đúng không, xỏ đúng em mới lụm 500.000 đúng rồi, để đi để đi. 500 này chắc bén lắm nha. 500 à. Rồi bắt đầu chuẩn bị ra ăn chanh được nữa. Giá trị tiền thưởng cao nha, tiền thưởng cao mà mình phải dùng nha cả nhà. Rồi xem nha, đây rồi làm đàng hoàng em nội, làm chuột chết tôi á. Rồi xỏ vòng nào, xỏ vòng này rồi chưa, rồi rồi đầu rút nha, rồi chưa, qua đây vào rồi chưa, rồi rút nha, thay đổi chưa, thay đổi chưa, hỏi thay đổi chưa, 2 3 rồi xong nghe, không dính mẹ nè, chết tôi rồi, vẫn giành tôi rồi, không có chanh cho cái nhà xem đây, rõ ràng không đó, đúng ăn 500.000 có gà không cả nhà. Mình tiền thử bậy á, mẹ ăn 500 cái sáng rồi lấy ra cái đường kia ai xài. Tôi xài không xài gì, rồi người này xài phải không, rồi người này tới bên đây phải không, mà kêu gắn nghe đỡ thì lấy 500.000 rồi còn xài là lụm mới đúng không nha, đó thì nó có gàng đâu, nó có gàng mà, rồi rồi sổ bên nào, sổ bên nào, sống bên này, bên này đi, sống bên này, sống bên này, rồi sống này, rồi chưa, mà tao lao bên này rồi, tao sống bên này rồi, sống bên đó đi, rồi chưa, tao lao bên này thì làm biết nào, thì bao bên nào, sống bên nào thì không biết thì, bà em chọn cái, nó không xa thì chọn, đúng thì làm 500.000 còn sai ăn miếng chanh, đó, nè có gà không, sống bên này rồi, bây giờ tao sống bên này nè, bên này đúng không, rồi chưa, ổng mày biết đâu, rồi chưa, thì bà nói, đầu kéo nha, tay mà, có ngón một bà đâu hai ngón, rồi chưa. Để nghĩ kiểu nha. Sao bên đây rồi chứ. Không có làm gì được. Rồi chưa? Bắt tôi nha. Đây vào cho cô không? Rồi kéo nha. Rồi. Nhưng mà sai nữa nha. Ra rồi, lụm miếng chanh em sọt miếng đó chị. Tại vì mấy bạn đó chứ thực tế là sọt bên nào nó cũng ra ngoài hết trơn á. Từ từ. Rồi bên đây, tới bên đây sử dụng không? 500.000 nè. Thì có chỗ. Rồi chưa? Đây. Mày biết ba ta mới mướn mà được mà 500.000 của ông. Thực tế như vậy chứ lỗ nào nó cũng chân ra ngoài chân á. Thì chanh với mẹ bên đây rồi. Bên đây vô. Rồi bên đây vô. Chọn được hết rồi. Bên nào? Rồi chưa? Rồi. Rồi để vô. Rồi để vô. Để vô đi Trung Quốc ra ngoài sao được. Rồi chưa? Kéo nghe. Rồi. Rồi cái nhà làm chứng nha. Rồi đó nghe cho sở này vòng bên đây nghe. Bên nào cũng ra ngoài chân á. Rồi tiếp tục miếng chanh nghe nha. Ông làm được. Ông mẹo. Làm được cái gì? Ông mẹo cái gì? Ăn cái gì? Mình tiền thưởng mà. Thọt bên nào cũng ra ngoài chân á. Rồi chưa? Đâu mình có đi có gì đâu mẹ. Còn cái bên đây là bệnh rồi. Còn cái bên đây nè. Không, khoan. Còn cái đó dính đó. Cái đó dính đó. Cái đó dính đó.
dính đó. Làm lại là chặt lắc. Làm lại là chặt lắc à. Bên nào cũng ra ngoài chứ nè. Rồi, làm lại. Ba, chanh đâu hết đây? Ta chanh chanh đi. Ta chanh chanh rồi đó. Ba, hết chanh chanh mình sẽ dùng táo đi. Trời ơi, trời ơi, chanh chanh. Hết chanh chanh đi cả nhà, ăn hết chanh chanh đi dùng táo. Rồi. Ai kêu có chanh. Lấy ăn trong nhà, bên tao. Ai cho chỗ, hai có hai lỗ, tính chỗ nhỏ vậy. Bên đây nè. Đâu kìa, ai cho chỗ lỗ con nhỏ xíu đi chi. Ta có da có hai lỗ ở đâu chỗ. Đây. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây. Bên đây nè. Tôi giao có hai lỗ bệnh muốn thì chành kéo anh phải không? Không được. Rồi, lấy 500 ngàn nè. Không kéo cái gì đó, ta vô cái vòng đó là vòng nào cũng ra ngoài chân á. Dịch cái dính vòng. Thỏ hai ngón đúng rồi, thỏ hai ngón dính này. Cậu, cậu lấy bên đây, thỏ bên đây lấy 500 à, hiểu không? Không. Thỏ nào lấy 500 rồi. Thỏ được không? Thỏ bên đây, thỏ lấy 500 à. Sáng được 500 đó nè. Rồi, thỏ đi. Sáng được 500 đó. Thỏ lâu nào? Nhìn cho kỹ nha. Mặt bên trái đây nè. Rồi chưa? Bên nào cũng ra hết. Làm cái đây, thử chẳng đi. Bên nào biết đâu. Rồi chưa, ăn luôn đi. Bên nào cũng lọt con ngoại. Bên nào cũng lọt con ngoại chân á. Vậy coi chắc cô lấy 500 chưa? Để bên đây nè. Mà hai cái không? Thôi lấy cô ta. Ngón một bà đâu mà hai ngón vậy? Bên nào? Bên đây nè. Tôi nói cái chữ giữa mới vô được. Rồi chưa? Bên đây nè. Đâu mà khu vô đâu chứ giữa đây. Rồi chưa? Một, hai, ba kéo à. Rồi kéo đi. Kéo đi. Rồi chưa? Rồi kéo đi. Chắc cô chưa? Cũng gà à. Nội này ra gì nội? Mà bây giờ bên đây sổ bên đây là 500 triệu không? Vậy cứ kiếm táo rồi thôi. Bây giờ bên đây nè, bên đây sổ bên đây lấy 500 là chịu không đó. Chịu không? Bên đây sổ bên đây lấy 500. Mất cái nào lấy 500 được, tự nhiên ông sổ. Rồi, bây giờ là đã vô dính đó, bây giờ đã vô là dính rồi đó. Rồi sổ chưa? Ok, qua mấy rồi. Bên đây sổ bên đây lấy 500 là chịu không? Dính rồi đó. Chịu không? Mày xuống bóp rồi. Rành gì vậy? Dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Mày giỡn ra tao mày thua rồi. Giỡn sao nè, đây là giờ muốn giỡn sao? Bây giờ tôi có 500 nè, tôi muốn ông mấy ông giỡn đi. Rồi muốn giỡn sao? Rồi muốn giỡn cách nào? Thì đó, ông sọt tay vô đây. Ê, không cho sọt chứ cái vòng đó. Trời ơi, uống đi, trời ơi, cái ly kìa. Ủa, hết là dài quá, 90 mấy rồi. Ở gần 10 giờ rồi, được không? Được không? Chịu nổi không? Rồi tắt đi. Rồi cái nhà mình giải mã cái vụ công dây này cho cái nhà xem nha. Tại vì công dây này nó đơn giản như nhưng mà nó gắt gói cái phản này. Bây giờ cái mình nó có hai cái chiêu trò là như vậy nè cả nhà. Thì mình cũng quay cái vòng quay như thế này nè nha. Đây, mình quay cái vòng quay này là nè. Giải mã cho cả nhà xem luôn. Cái vòng quay này là vòng nào nó cũng ra cho nghe cả nhà. Là cả nhà chơi là cả nhà thua chắc luôn. Đây hai cái lỗ này là lỗ nào cũng vẫn ra cho. Đây giờ mình xỏ lỗ đây phải không? Thì mình dỡ cho cả nhà xem nha. Đây mình dỡ xỏ lỗ đây vẫn ra nè. Đây dỡ này là cái tại cái vòng này là vòng ra nè. Thấy không cả nhà thấy là rõ ràng không? Đây ra mẹ đây nè. Thấy không? Vòng này ra rõ ràng. Đó. Rồi xỏ cái lỗ ở đây. Dù cái nhà xỏ vỗ ở đây, nhẫn ra luôn đây, dở cho cái nhà xem luôn. Đây. Nhà. Thấy không? Nó ra cho hai vòng vòng nào nhẫn ra hết trơn. Nhưng mà có cái mẹo gì là muốn cho vô là vô, muốn cho ra ra, muốn cho vô là mình sẽ bẻ vậy nè. Đây nè, cũng vẫn quay vậy. Đây nè, vẫn quay vậy nhưng mà mình bẻ lại cái vòng kia rồi. Đây. Là một vòng vô một vòng ra. Bên đây là chỉ mình cho vô là vòng vô vòng ra, vòng đây là vô nè cả nhà. Vòng đây ra nè, vòng đây ra thấy rõ ràng nè cả nhà. Đây, vòng vô vòng ra nha. Đó, rồi vòng đây là vòng vô nè. Đó đây là chắc cố vô. Đâu được giờ chơi tháo ra đây đây. Dở lên đâu đâu có vòng ra đâu đây. Nè. Đó. Phải không? Còn vòng ra vòng vô rõ ràng. Còn muốn mình á, cái này là cái này là tự mình muốn cho vô là vô, muốn cho ra là ra đó. Giờ mình cho ra là hai vòng ra hết. Đây, xỏ vòng nào cũng chết hết cho cả nhà. Nếu mà chơi cái trò này là mình, nếu mà cả nhà chơi trò này là chắc chắn
là chắc cú là thua chắc luôn, không có đường nào thắng nổi. Cho tay vòng qua đây dẫn ra nè, chỗ này dở lên nè cho cả nhà nè, thấy không đó. Còn cuối cùng vòng qua đây dẫn ra nè, dở lên đây nè, ra mẹ nè, đâu có vô đâu nè, kéo đi ra mẹ nè, thấy không đó. Mình giải mã cho cả nhà sao bỏ gàng vậy đó là ok. Còn mấy trò này về cả nhà chơi là thua chắc luôn, đường nào mà thắng nổi cho cả nhà. Thôi vậy cả nhà thấy có hay thì nhớ ủng hộ mình nha, cho mình like và đăng ký kênh để đón như video tới cả nhà. Bye bye nha.